Xin chào mọi người. Trong video này, Lê Quốc sẽ hướng dẫn sử dụng máy đo cường độ ánh sáng Modern 840022 của hãng Spur Scientific. Bây giờ, xin mời mọi người vào phần trình bày chi tiết. Để bắt đầu sử dụng, mình phải lắp pin vào cho máy trước. Máy sẽ sử dụng một pin vuông 9V. Phía sau lưng máy là học pin, dùng một tu vít 4 cạnh để mở con ốc ra. Lắp pin vào đây. Sau khi lắp pin rồi thì mình phải đóng cái nắp pin này lại cẩn thận trước khi sử dụng. Việc tiếp theo là sẽ lắp cảm biến vào qua cái giắc cắm này. Mọi người để ý là trong giắc cắm có một cái khớp ở phía dưới. Và trên cái giắc của cái thân máy cũng có một cái lỗ như vậy. Để dễ dàng nhận biết thì cái mũi tên ở trên cái giắc cắm này phải thuận cái chiều nhìn của mình. Và mặt dẹp ở phía dưới của cái giắc cắm sẽ nằm ở phía dưới. Để bắt đầu đo, bấm nút Power để mở máy. Chờ cho máy khởi động xong. Việc tiếp theo là hiệu chỉnh Zero cho máy trước khi dùng. Sử dụng nút Range này. Bấm để cho cái dấu chấm thập phân này nó được hai số thập phân. Bấm nút Range một lần nữa. Nếu con số trên màn hình không phải là số 0 thì mình sẽ bấm cái nút Zero này để cho nó về số 0.00 lux. Sau khi về con số này rồi, mình mới bắt đầu đo. Để đo thì mở nắp cảm biến ra. Khi trên màn hình không có số đo, mình sẽ bấm cái nút Range này để thay đổi cái tầm đo. Mọi người để ý, bắt đầu là từ nhân 100 này và bấm cho nó đi xuống. Bấm nút Range một lần nữa. Nhân 10 vẫn chưa có số. Bấm nút Range một lần nữa. Bây giờ số đo thực tế là 2450 lux. Để thay đổi cái đơn vị đo từ lux qua foot candle thì bấm nút lux foot candle đây. Đơn vị đo trên màn hình là foot candle. Để chuyển lại lux, bấm nút lux foot candle. Màn hình có chữ lux đây. Để giữ số đo trên màn hình không thay đổi, bấm nút hold. Trên màn hình xuất hiện chữ hold và lúc này số đo trên màn hình không thay đổi. Cho dù cái cảm biến này có xoay đi đâu. Và để tắt chức năng hold, bấm hold một lần nữa. Lúc này máy sẽ quay trở lại chức năng đo liên tục. Để sử dụng chức năng Pick Hold, mình bấm giữ nút Hold này. Trên màn hình xuất hiện chữ Pick Hold, nghĩa là máy sẽ lấy giá trị đỉnh để hiển thị ra.
Và để hiển thị con số thì mình bấm nút Hold. Để xóa giá trị đỉnh, bấm nút Hold. Máy sẽ lấy lại giá trị đỉnh mới. Và để tắt chức năng Pick Hold, bấm giữ nút Hold này. Máy sẽ quay trở lại chức năng đo liên tục. Để hiển thị giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất, bấm nút Rack Max Min. Bấm một lần trên màn hình có chữ Rack. Bấm một lần nữa, chữ Max xuất hiện. Lúc này máy sẽ ghi nhận số đo lớn nhất và hiển thị lên màn hình. Bấm nút Rack Max Min một lần nữa. Trên màn hình có chữ Min. Máy chỉ hiển thị ra giá trị đo nhỏ nhất. Và để tắt chức năng này thì bấm giữ. Máy sẽ quay trở lại chức năng đo liên tục. Nút Source này là để chọn cái nguồn sáng mình cần đo. Đây là chức năng đo đèn huỳnh quang FL, đèn thủy ngân, đèn natri và các nguồn sáng khác sẽ dùng chức năng đo bình thường và không có cái gì hiển thị ở dòng dưới cùng này. Để tắt máy thì bấm giữ nút Power. Trên đây là hướng dẫn sử dụng máy đo cường độ ánh sáng 840022 của hãng Spur Scientific. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.